Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Nhận diện sự thật của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý khán giả và các đồng chí, vào ngày 15 tháng 11 vừa qua, thì Quốc hội đã chính thức thông qua luật bảo vệ bí mật nhà nước. Trong đó thì thông tin về bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cao cấp của Đảng, nhà nước thuộc diện mật và nhiều thông tin về quân sự quốc phòng thuộc các diện mật, tối mật và tuyệt mật. Việc bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quốc gia ở bất kỳ giai đoạn nào và đối với bất kỳ một nhà nước nào cũng được coi là tài sản đặc biệt, giữ một vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng nhà nước, liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực rộng lớn cả về chính trị, phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh. Vậy nhưng kể từ khi được Quốc hội thông qua cho đến nay thì trên mạng xã hội đã xuất hiện những bài viết rất thiển cận, thậm chí là xuyên tạc những nội dung mục đích của một số quy định trong luật bảo vệ bí mật nhà nước, trong đó tập trung chủ yếu vào nội dung thông tin sức khỏe lãnh đạo và thông tin quân sự quốc phòng. Và chúng ta sẽ cùng nhận diện sự thật của những đòi hỏi vô lý này trong chương trình ngày hôm nay cùng với các chuyên gia và các luật sư. Xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời có mặt tại trường quay lúc này, Thiếu tướng Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng Bộ Quốc phòng. Cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Trước khi trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân thì kính mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi cuộc trò chuyện sau của phóng viên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam với luật sư Đặng Văn Cường, văn phòng luật sư chính pháp, về tính pháp lý trong nội dung liên quan đến thông tin sức khỏe của lãnh đạo cao cấp vừa được quy định trong luật bảo vệ bí mật nhà nước. Xin chào và cảm ơn luật sư đã tham gia buổi phỏng vấn này. Thưa luật sư, trong một số bài viết trên mạng xã hội thì những ngày vừa qua thì có thông tin cho rằng là thông tin về sức khỏe của lãnh đạo cao cấp thuộc diện bí mật nhà nước thì có mâu thuẫn với nhiều quy định khác. Vậy thì là một luật sư, ông có thể phân tích cụ thể hơn về điều này, có sự mâu thuẫn đó không và vì sao ạ? Ở đây về nguyên tắc ấy, thì một văn bản pháp luật được ban hành thì một cái điều kiện để nó hợp pháp là nó không được mâu thuẫn với các văn bản, cái quy phạm pháp luật trước đó hoặc quy phạm pháp luật cao hơn. Nếu mà có mâu thuẫn thì phải sửa đổi các quy phạm đó hoặc quy phạm mà đã ban hành. Đối với cái quy phạm pháp luật đấy mà trong luật bảo vệ bí mật nhà nước là đưa vào cái nội dung là sức khỏe của cán bộ cao cấp là bí mật nhà nước thì tôi nghĩ là nó không có mâu thuẫn đối với các văn bản pháp luật khác. Thì ở đây có thể là dư luận đưa ra những cái quan điểm của mình, có thể có yếu tố chính trị hoặc là có thể có yếu tố là quan điểm cá nhân. Tuy nhiên là cái bí mật nhà nước ở đây thì là bất cứ một quốc gia nào thì cũng ban hành một cái luật về bí mật nhà nước liên quan an toàn đến cái lợi ích của cái quốc gia đó. Chúng ta có một cái luật nữa gọi là luật tiếp cận thông tin. Luật tiếp cận thông tin thì thể hiện cái quyền tự do tiếp cận thông tin của tổ chức, của cá nhân, của công dân đối với các thông tin trong xã hội. Những cái thông tin liên quan đến bí mật đời tư, bí mật kinh doanh, bí mật nhà nước thì không được phép tiếp cận nếu như những thông tin đó chưa được công khai. Mà phạm vi của cái luật tiếp cận thông tin với lại luật là bảo vệ bí mật nhà nước là cái ranh giới nó sẽ xê dịch trong quá trình lập pháp trong từng thời kỳ một. Khi mà những cái nội dung thông tin nào được coi là bí mật nhà nước thì những thông tin đó sẽ không được tự do tiếp cận. Nó không hề có mâu thuẫn mà nó chỉ là cái giới hạn của quyền tự do từ luật này đến luật khác. Vì vậy là sẽ không có mâu thuẫn trong trường hợp này, mà đây chỉ là những giới hạn của pháp luật. Cũng trong một số bài viết nêu trên thì có ý kiến cho rằng là thông tin về sức khỏe của lãnh đạo cao cấp chính thức trở thành bí mật nhà nước chủ yếu là nhằm răn đe và ngăn chặn dân chúng đăng tải cũng như là phát tán về cái thông tin sức khỏe của lãnh đạo lên mạng xã hội cũng như là mạng internet. Vậy thì ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào? Khi luật bảo vệ bí mật nhà nước được ban hành và trong đó nội dung là sức khỏe bí mật của lãnh đạo được xác định là bí mật nhà nước thì những hành vi đăng tải cái thông tin về sức khỏe của lãnh đạo nhà nước mà chưa được công khai thì thông tin đó là làm lộ bí mật nhà nước và lộ bí mật nhà nước sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cá nhân vi phạm. Lý giải tại sao cái sức khỏe của lãnh đạo cao cấp nhà nước lại đưa vào là bí mật nhà nước thì có thể hiểu ở mấy cái góc độ. Cái thứ nhất là cái quyền tự do, bí mật tự do đời tư. Thế thì bất cứ một cá nhân nào khi mà họ không muốn công khai thông tin về sức khỏe, tình trạng sức khỏe của cá nhân thì cũng không ai được phép là thu thập thông tin về sức khỏe của cá nhân công dân, chứ chưa nói là một lãnh đạo nhà nước hoặc là một cán bộ nhà nước. Thứ hai nữa là sức khỏe của lãnh đạo nhà nước nhiều khi nó còn ảnh hưởng đến cái lợi ích quốc gia dân tộc, bởi vì là bản thân một cái cá nhân mà được giữ một chức vụ lãnh đạo cao cấp trong nhà nước thì cái tính mạng sức khỏe của người ta không chỉ là liên quan đến cái quyền lợi chính đáng của người ta mà liên quan đến cái vị trí chính trị, vị trí công tác của người ta và liên quan ảnh hưởng đến cả một cái đất nước của dân tộc đó. Bởi vậy là tôi nghĩ là cái việc quy định thông tin
sức khỏe của cán bộ lãnh đạo cao cấp là bí mật nhà nước thì nó phù hợp với cái bối cảnh lịch sử hiện nay, cũng như là phù hợp với các cái nguyên tắc pháp luật khác, nguyên tắc bảo vệ bí mật đời tư cá nhân, cũng như là nguyên tắc là bảo vệ những cái quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước. Một lần nữa thì xin được cảm ơn luật sư đã dành thời gian tham gia buổi phỏng vấn này ạ. Vâng, thưa Thủ tướng Nguyễn Hồng Quân, luật sư Đặng Văn Cường thì cũng vừa phân tích rất là cụ thể dựa trên cơ sở pháp luật về mục đích cũng như là ý nghĩa của việc quy định thông tin sức khỏe lãnh đạo cao cấp thuộc diện bí mật của nhà nước. Vậy thì theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân thì thông tin sức khỏe lãnh đạo cao cấp được nhiều nước trên thế giới họ quy định như thế nào? Hầu hết các nước trên thế giới đều đưa vấn đề thông tin, bảo vệ thông tin sức khỏe của cán bộ cấp cao vào trong luật. Lấy ví dụ là ở Mỹ thì Mỹ có cái đạo luật về chăm sóc sức khỏe. Trong đó có một số điều có quy định, có ba cái ý rất quan trọng như này. Một là bắt buộc phải bảo mật mọi thông tin liên quan bệnh lý của các công dân. Như vậy công dân nào cũng thế chứ không phải chỉ là cán bộ cấp cao. Thứ hai nữa là bệnh nhân có quyền yêu cầu bác sĩ và y tá là không được phổ biến các thông tin liên quan bệnh lý của mình cho người khác. Cái thứ ba nữa là bệnh nhân có quyền yêu cầu bác sĩ chỉ được phép thông tin sức khỏe của mình cho một người nào đó mà bệnh nhân thấy tin tưởng, giao phó. Đã đưa vào luật này thì có những cái chế tài để mà xử lý những trường hợp vi phạm luật. Ở Pháp thì có thể nói là quy định về bí mật sức khỏe nó được nêu trong cái quy định về sức khỏe của luật y tế. Đối với cán bộ cấp cao, nước Pháp quy định là việc khám chữa bệnh của cán bộ cấp cao người ta quy định thành khu riêng. Cụ thể là cái bệnh viện quân đội Van der Kast ở cái quận 5 Paris thì tất cả các cơ quan là đều phải có trách nhiệm bảo vệ bí mật sức khỏe đời tư của các vị lãnh đạo cấp cao của Pháp. Ngay từ năm 1980 khi mà bước vào cái chiến dịch tranh cử thì cái ông tổng thống, cái ông lãnh đạo của Đảng Xã hội Pháp và sau này trở thành tổng thống Mitterrand thì ông đã trúng cử và ông ấy cầm quyền không chỉ một nhiệm kỳ 7 năm mà trúng cử và đảm nhiệm cái cương vị này suốt cả hai nhiệm kỳ là 14 năm liên tục. Sau khi ông Mitterrand qua đời thì cái ông bác sĩ của tổng thống ấy lại tiết lộ và viết thành một cuốn sách gọi là Le Grand Secret, tức là bí mật lớn. Thế thì sau khi cuốn sách ra đời, gia đình của cựu tổng thống Mitterrand kiện ra tòa để mà vì sao anh làm lộ cái thông tin, mặc dù là thông tin liên quan đến người đã khuất rồi. Hay nói cách khác là gì, là ở Pháp người ta có quy định vấn đề này thành điều khoản, và cái điều khoản có giá trị không phải chỉ lúc đương chức đương quyền, không phải khi còn sống, mà kể cả khi người đó không còn nữa. Thế còn cái câu chuyện liên quan tới một cái đất nước ở Trung Mỹ là Venezuela chẳng hạn, thì khi chúng ta biết là ông Hugo Chavez tổng thống sang điều trị ở Cuba thì chính phủ chỉ thông báo là tình trạng sức khỏe là của ông là chung chung thôi. Nhưng mà phe đối lập thì đòi là phải cung cấp những thông tin cụ thể, nhưng chính phủ kiên quyết không cung cấp. Là vì sao? Chúng ta biết rằng là phe đối lập nó muốn là đưa ra những thông tin đó để nó gây rối loạn an ninh quốc gia và từ đó tiếm quyền lãnh đạo đất nước. Vì thế chúng ta thấy rằng cái chuyện này là cái chuyện rất hệ trọng đối với quốc gia. Chính vì thế mà họ phải đưa vào là những thông tin mật. Vâng ạ. Như vậy rõ ràng là việc mà chúng ta đưa thông tin về sức khỏe của lãnh đạo cao cấp vào diện mật là một trong những cái yêu cầu rất là cấp thiết hiện nay, và nó cũng không mâu thuẫn với những cái quy định nào trong pháp luật của chúng ta. Vậy thì tại sao cho đến thời điểm này vẫn còn đối tượng họ đòi công khai những cái thông tin về sức khỏe lãnh đạo cao cấp như vậy? Mục đích của họ là gì, thưa Thiếu tướng? Tôi cho rằng là những ai đó mà đòi phải công khai chuyện này thì thực ra là một là người ta không hiểu vấn đề, thứ hai nữa là người ta vô tình hoặc kỹ ý tiếp tay cho những cái thế lực mà thù địch hoặc là không có thiện ý đối với nhân dân chúng ta, đối với lãnh đạo đất nước. Cái đó là cũng vì cái mục đích tư lợi của họ nữa. Vâng ạ, cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân. Thưa quý khán giả và các đồng chí, không chỉ đòi công khai về sức khỏe cán bộ cấp cao rồi suy diễn rất mơ hồ, những ngày vừa qua thì một số đối tượng còn ra sức đòi công khai bí mật quân sự với lý do là các nước trên thế giới sẵn sàng công khai và cởi mở để người dân có thể nắm được thông tin. Vậy sự thật là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau trước khi tiếp tục trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân. Năm 2013, Nhật Bản thông qua luật bí mật, và năm 2014, nước này tiếp tục thông qua luật bảo vệ bí mật đặc biệt, trong đó xác định loại tài liệu bí mật để bảo đảm an ninh quốc gia. Theo quy định của luật này,
thì 382 loại thông tin được xác định là mật và do đó ước tính có khoảng 460.000 tài liệu mật mà công chúng không thể tiếp cận. Thái Lan tuy chưa có luật bí mật nhà nước nhưng có quy tắc về giữ bí mật nhà nước được ban hành năm 2001. Luật an toàn năm 2015 của nước này cùng với luật hình sự có quy định rằng cán bộ gìn giữ hòa bình có thể ngăn chặn sự tuyên truyền bất kỳ tin tức, phân phát sách báo, ấn phẩm hoặc bất kỳ tài liệu nào khác có chứa các thông tin sai lệch có thể gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự công cộng và gây hoang mang trong dư luận xã hội. Ở Hàn Quốc, luật an ninh quốc gia năm 1948 quy định hình phạt tử hình cho hành vi tiếp cận, thu thập, tuyên truyền, rò rỉ thông tin làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Thưa Thủ tướng Nguyễn Hồng Quân, liên quan đến những cái thông tin về quân sự quốc phòng thì trong những ngày vừa qua trên mạng xã hội đã xuất hiện một số những cái bài viết họ đòi công khai những cái thông số kỹ thuật, công khai về ngân sách quốc phòng cũng như là chi tiêu dành cho quốc phòng. Vậy thì theo Thiếu tướng, vì sao chúng ta phải đưa những cái thông tin này vào diện bí mật quân sự, bí mật quốc gia? Những thông tin liên quan đến vũ khí trang bị, kỹ thuật, liên quan đến ngân sách quốc phòng với liên quan đến tổ chức biên chế, tất cả những cái đó là liên quan đến cái sức mạnh của quân đội, liên quan đến khả năng sẵn sàng chiến đấu, liên quan khả năng sẵn sàng đánh thắng trong các cái điều kiện tình huống chiến tranh khác nhau. Cho nên là tùy theo ở từng cấp độ khác nhau thì được phổ biến những thông tin nào đến mức độ nào. Mục đích là để giữ gìn cái phát triển bình thường của quân đội chúng ta, để nâng cao cái trình độ sẵn sàng chiến đấu, cũng như là khi mà chiến tranh xảy ra hoặc là khi có tình huống gì thì chúng ta sẵn sàng, quân đội sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ để bảo vệ Tổ quốc. Vâng ạ. Vậy thì theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân thì cái việc bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quân sự thì nó có ý nghĩa thế nào đối với vận mệnh của quốc gia? Nó góp phần là củng cố cái sự ổn định chính trị, nó củng cố cái nền quốc phòng, củng cố an ninh của đất nước, đóng góp vào cái phát triển kinh tế xã hội, và chính vì thế nó đóng góp vào việc là đảm bảo đời sống hòa bình, hạnh phúc của nhân dân. Vâng, vậy thì vì sao với những cái ý nghĩa to lớn như vậy mà một số đối tượng vẫn cứ đòi công khai những cái thông tin liên quan đến quân sự và mục đích của họ là gì? Tôi cho rằng là trong số những người đòi công khai những thông tin mật này thì một số người có thể là cũng xuất phát từ tính hiếu kỳ, tò mò, tìm hiểu những cái đó để tỏ ra là mình cũng là người xuất sắc. Thế nhưng mà số khác, mà cái số này mới là chúng ta phải quan tâm, là họ muốn chiếm đoạt những thông tin đó rồi cung cấp cho bên ngoài, thậm chí bán cho bên ngoài vì cái mục đích tư lợi của mình. Đối tượng thứ ba nữa là những cái cơ quan hoạt động tình báo nước ngoài thì họ cố tình tìm kiếm những thông tin và người ta để mà có những biện pháp đối phó mà đối với chúng ta để phá hoại cái công cuộc xây dựng đất nước của chúng ta, phá hoại cái sự nghiệp bảo vệ quốc phòng của chúng ta. Quay trở lại một chút đến câu chuyện liên quan đến một số những cái thông tin về quân sự, thì có một số ý kiến cho rằng là ví dụ như một số cường quốc trên thế giới như là Mỹ hay Nga hay Nhật Bản chẳng hạn, thì họ đều có những cái báo cáo quốc phòng hàng năm, và trong đấy có những cái mục rất là cụ thể liên quan đến báo cáo về chi tiêu dành cho quốc phòng hoặc ngân sách dành cho quốc phòng. Ở Việt Nam thì nhiều người nói rằng không có những cái sự công khai như thế. Thiếu tướng nghĩ sao về những cái lập luận đó? Khi mà các nước phát triển ấy, người ta đưa ra những thông tin mà chúng ta cứ gọi là bí mật quân sự ấy, thì người ta cũng tính toán cả rồi. Người ta chỉ đưa ra những thông tin nào mà không ảnh hưởng tới cái sức mạnh quốc phòng của họ thôi. Ví dụ những cái công trình mà nghiên cứu vũ khí, nghiên cứu súng đạn mới của họ thì họ không bao giờ tiết lộ. Thậm chí là có những tài liệu người ta đưa vào và quy định phải giải mật sau 30 năm hoặc là 40 năm mới được thông tin ra ngoài, chứ chúng ta có được biết đâu. Vì cái đó liên quan tới chính là cái bí mật quốc gia, tới an ninh quốc gia của ta. Vâng ạ. Vậy thì theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, chúng ta phải có trách nhiệm như thế nào đối với lại cái việc giữ gìn bí mật quốc gia, bí mật quân sự? Cái trách nhiệm của chúng ta đầu tiên là phải cái giáo dục cho mọi người quán triệt sâu sắc cái luật mà Quốc hội thông qua về bí mật nhà nước, bí mật quốc gia. Cái thứ hai là phải tăng cường cái ý thức cảnh giác cho mọi cán bộ chiến sĩ, cho toàn dân. Đấy. Và cái thứ ba nữa là trong cái điều kiện hiện nay, nhất là cái thời đại công nghệ thông tin bùng nổ như thế này, thì càng hết sức phải chú ý những cái thông tin mà kẻ địch có thể thâm nhập, không phải nói chuyện trực tiếp này mà thâm nhập vào hệ thống máy tính hoặc là thu phát qua điện thoại chẳng hạn, thì tất cả những cái đó là có thể là chúng khai thác được
và chúng ta có thể là vô tình mà lại tiếp tay cho cái chuyện là lộ lọt thông tin. Thế cho nên là chúng ta phải hết sức chú ý. Thế còn đối với những người mà họ luôn luôn là nhăm nhe và cái chuyện là khai thác những cái điểm sơ hở chúng ta, thì tất cả những cái chuyện đó họ đều có dụng ý xấu. Mà cái dụng ý xấu nhất là tiếp tay cho kẻ thù bên ngoài để mà phá hoại đất nước chúng ta, thậm chí là tiến tới xâm lược chúng ta. Và một lần nữa cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân rất nhiều với những phân tích hết sức sâu sắc trong chương trình Nhận diện sự thật ngày hôm nay. Thưa quý khán giả và các đồng chí, trong binh thư yếu lược thì danh tướng Trần Hưng Đạo đã đúc kết là khi động không gì hơn tĩnh lặng, khi dùng không gì hơn bất ngờ và khi lập mưu thì không gì bằng đừng cho ai biết. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng căn dặn từ năm 1947 là giữ bí mật là nắm chắc một phần thắng lợi trong tay ta, giữ bí mật nhà nước là một bộ phận trong cuộc đấu tranh với địch. Chúng ta phải tuyên truyền giải thích cho người dân thấu hiểu để nhân dân giúp sức vào việc này. Và người cũng yêu cầu mỗi người dân phải coi giữ bí mật như một nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc, đối với chính phủ. Từ lịch sử, thực tiễn và kinh nghiệm của các quốc gia thì chúng ta có thể khẳng định là việc giữ bí mật quân sự, bí mật nhà nước là tất yếu để đảm bảo lợi ích của quốc gia, lợi ích của dân tộc và cho mỗi người dân. Chương trình Nhận diện sự thật ngày hôm nay xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và các đồng chí. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.